Lễ hội năm nay diễn ra trong bầu không khí an ninh được thắt chặt sau những vụ đụng độ tại một đền thờ Phật giáo ở bang láng giềng Bihar. Khoảng 102 trung đội đã được triển khai quanh thị trấn Puri. Chúng tôi cũng phân bổ lại luồng giao thông cho những ai đến và đi khỏi thị trấn này. Lực lượng phòng vệ duyên hải cũng được lệnh tuần tra để đảm bảo không tái diễn bạo lực ở một số lễ hội tôn giáo vừa qua. Lễ hội bắt đầu với nghi lễ cầu nguyện Ratha Pratishtha vào buổi sáng để thể hiện lòng thành kính với đấng tối cao. Tuy nhiên, phần náo nhiệt và được các tín đồ Hindu mong chờ nhất là khi những chiếc xe rước hoa khổng lồ được kéo đi vào buổi chiều. Cả thị trấn Puri ngập tràn trong tiếng chiêng trống rộn ràng và đoàn người chật kín vây quanh những chiếc xe hoa rước thần Jagannath cùng anh trai và chị gái của thần từ đền thờ ở Puri về vùng nông thôn. Ngồi trên xe là những người đóng vai các vị thần tung vòng hoa ban phước cho các tín đồ đang vây quanh xe rước. Thật ra tôi cũng ở đây vào dịp năm ngoái nên muốn quay trở lại. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi được nhìn thấy thần Jagannath. Ngài là người mang lại sự tươi mới, nên tôi cảm thấy những mệt mỏi đều bị xua tan hết khi nhìn thấy Ngài. Sau lễ diễu hành, ba chiếc xe sẽ được đặt trở lại đền thờ thần Jagannath ở Puri, được xây dựng từ thế kỷ 12 và là một trong những ngôi đền quan trọng nhất của người Hindu ở Ấn Độ.